Xin chào các bạn đã đến với kênh Vui Vào Bếp. Thì hôm nay mình sẽ làm thử cái món trứng cút lộn hấp với luộc với nước dừa nha các bạn. Trứng cút lộn này mình ăn luộc không hoặc là xào me đồ nhiều rồi cũng chán rồi. Bữa nay mình sẽ thử làm một cái món này xem nó có ngon hay không nha. Mà mình nghĩ là nó sẽ ngon bởi mình sẽ luộc trứng cút với nước dừa. Về nguyên liệu để làm cái món trứng cút lộn luộc nước dừa này thì mình sẽ có trứng cút lộn nè các bạn. Ở đây mình sử dụng khoảng 20 cái trứng. Rồi, cái đến là trứng cút lộn mình sẽ ăn với rau răm, với muối tiêu nhưng mà mình sẽ sử dụng muối tiêu tắc. Tắc nó hơn con chanh mấy bạn. Rồi, phần nguyên liệu cuối cùng là trái dừa. Để mình lấy nước dừa, không phải thiếu được. Ở đây mình sẽ sử dụng một trái dừa xiêm các bạn. Bây giờ mình, đầu tiên là mình sẽ đi chặt trái dừa này để mình lấy nước ra cái đã. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái này các bạn. Trứng cút thì một hồi mình, bây giờ mình sẽ đập nó kiểu này nè, cho nó cái vỏ nó nước nước ra đó. Tí nữa nó sẽ thấm nước dừa nó dễ hơn. Đó. Ồ, cái trứng này nó cứng quá. Rồi, để mình lấy cái muỗng. Rồi là các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục đập và cho cái trứng cút này nước nước ra nè. Đó. Đập vậy cho một hồi nó sẽ thấm nước dừa nó dễ hơn. Đó. Đó, tiếp tục. Bình thường thì mình ăn trứng cút xào me, trứng cút lộn. Bữa nay mình muốn đổi món. Hôm rồi mình có làm cái món trứng cút lộn xào me các bạn. Các bạn nào thích thì có thể coi ở cái link mình để trong cái phần mô tả nha các bạn. Bây giờ mình cứ vậy, cứ đập cho đến hết luôn. Đó, món này mình sẽ làm nhanh lắm các bạn. Mình nghĩ chắc khoảng 15 phút là xong à. Đấy, món này mà chiều chiều á, mình làm xong mình uống bia cũng ngon lắm đó nha. Tuyệt vời luôn á. Các bạn đập cái này mình đập nhẹ thôi nha các bạn. Nãy mình quá tay bể hên cái rồi. Đó, đập nhẹ nhàng thôi. Đó, nãy mình đập cái này mà đập phấn khởi quá. Đập bóp 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 lủng luôn cái nó chảy ra rồi. Này không biết có ai đem cái trứng vịt lộn mà đi luộc nước dừa cái này không ta, để hôm nào mình thử luôn coi. Mà không biết trứng vịt lộn đập kiểu này được không nữa. Có khi nó lại bể ra hết. Do cái này mình làm chỉ có một mình ăn rồi các bạn, cho nên mình chỉ làm có 20 cái trứng thôi. Còn không có làm nhiều ăn không hết. Rồi bể thêm cái nữa rồi. Mình đập khúc giữa giữa, các bạn né cái khúc đít này ra nè. Cái khúc đít này đập là dễ bị lủng lắm rồi. Đó, mình đập ở giữa giữa này thôi. Rồi đây là các bạn, mình đã đập hết cái chỗ trứng cút này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước dừa trong này nha các bạn. Đó, mình sẽ cho cái này. Rồi đây các bạn, mình sẽ cho vào trong này một tí xíu muối nha. Đó, mình sẽ nêm vào đây một chút xíu muối. Cái đến là mình sẽ cho vào đây một chút xíu bột ngọt. Mình không có cho nhiều tại vì nước dừa xiêm nó đã ngọt lắm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái trứng cút này đi luộc. Rồi này các bạn, mình đã đem trứng cút đi luộc nè. Trứng cút này các bạn sẽ luộc trong khoảng chừng 10 phút nha các bạn. Đó, cho nó chín hẳn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chờ trứng cút chín thôi. Cái trứng cút luộc nước dừa này mình sẽ ăn với muối tiêu chanh nha các bạn. Đó, đây là cái muối tiêu của nhà mình làm. Lúc nãy mình nhầm muối tiêu tắc chứ không phải muối tiêu chanh nha các bạn. Tắc ăn thì nó thơm hơn chanh nhiều, nó ngon lắm. Rồi bây giờ là trứng cút mình nó đã chín rồi các bạn, để mình sẽ bắt xuống rồi mình đem ra mình ăn thử cho các bạn xem nha. Rồi đây nè các bạn, mình đã hoàn thành cái món trứng cút lộn luộc nước dừa, nấu nước dừa gì đó cũng được. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mấy bạn xem nha, để mình sẽ lột thử. Nóng quá. Rồi, cái này đi. Nóng. Quả nó nóng ghê luôn các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ bóc ra ba trứng đi. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là cái món trứng cút lộn luộc nước dừa mình đã lột ra sẵn rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử. Làm nó với một ít muối tiêu chanh.
Đây nha. Ngon lắm mấy bạn. Nó lạ lạ lắm. Nó có cái vị ngọt của nước dừa. Ăn hết lắm. Đây mình làm thêm một ít rau răm nữa. Cái món trứng cút luộc nước dừa này rất là ngon nha các bạn. Cái nước dừa xiêm của mình lúc nãy nó ngọt lắm. Với lại mình có nêm thêm một tí muối nữa. Cho nên ăn rất là đậm đà và ăn cái vị nó rất là thú vị. Nếu mà bạn nào của mình mà có thời gian á, thì mình nên làm thử món này ăn cho biết nha các bạn. Bạn nào mà chiều mình làm chừng 20-30 trứng xong ngồi uống bia cũng rất là sướng luôn. Rồi, mình đã làm xong cái món trứng cút lộn luộc nước dừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy hết video clip này thì các bạn hãy vui lòng comment phía bên dưới video để cho mình biết ý kiến của các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.